Hello, xin chào tất cả anh em. Thì hôm nay mình sẽ đánh liên quân trên cái con LG BVV30 LED này của mình. Mình đã sử dụng được hơn một năm rồi chứ. Thì con này mình như mình đã nói lại trong các video clip trước, con này mình đã lên cho nó là Android 8 ấy các bạn. Đây, Android 8 phiên bản 8. Và nó có một cái vấn đề mà những cái máy LG hay bị tụt FPS khi chơi liên quân, đó là ở các chế độ trò chơi. Đây, nó có một cái này nó hay tự động bật lắm nè. Thời gian nghỉ, giảm độ sáng và hiệu năng của trò chơi khi chơi quá 5 phút thì mình nên tắt cái này đi. Vì những trò chơi nào mà khi chạy quá 5 phút là nó sẽ bị giảm hiệu năng do cái tính năng này của LG để tiết kiệm pin và làm mát máy. Thì mình cứ tắt cái tính năng đi. Đây là một những vấn đề mà làm cho máy LG hay bị giảm sung khi mà chơi game. Rồi, mình sẽ đánh liên quân luôn, đánh rank luôn cho các bạn xem. Đây đồ họa hiệu ứng rồi ha, nó bật ở mức cao nhất, FPS cao. Ô tem nó không cắm luôn à. Rồi, cắm luôn. Con này thì sau một năm mình dùng thì mình thấy có một cái vấn đề nhỏ thôi là pin nó hơi xuống. Có lẽ là do mình xài khá là nhiều. Còn những vấn đề khác thì mình thấy cái máy này hoạt động hoàn toàn ổn định, rất là ok luôn. Máy này là mình mua phiên bản Mỹ ấy, các bạn, có sạc không dây và một sim. Bản này là bản V30 Plus 128 GB. Tem bích tướng gì mà ngáo vải. Thôi tem nó bích kìa. Clan. Thằng nào cắm van heo mới ghê chứ. Vãi nồi. Cắm tướng ngu vãi.
60 fps nha. Ồ man, nó không bắn con chim, nó bắn cái thằng John mới đau chứ. Xàm. Mình chỉnh cái góc quay lại. Rồi Yuka lên dễ. Ít ủ xí nó vãi. Do anh đợi. Rồi ăn quần đi. Nó xàm thật. Không thằng tăng nào xuống đây hết. Đi lên top, đi đâu đéo không. Tiếp hai mạng. Don't be afraid of the dark. Tartarus. Starfall. Sure shot. An enemy has been defeated. Thằng Wayland nó cứ canh mình mãi, nó trong cái thằng Yuka lại bỏ đi. Xàm. Vừa đánh vừa quay phim đó, thì nói chung là nó rất là khó nhìn á. Tại mình để cái máy quay ở đây nè, mình quay xuống nè. Rất là khó nhìn, rất là khó chơi luôn. Bỏ thánh là vô phán mình gà thì ok mình gà. Rồi xong rồi, nếu muốn thì cứ solo ha. Chứ là mình làm cái clip này để mình test cái máy coi nó chơi game như thế nào thôi, chơi Liên Quân như thế nào thôi, chứ không phải là để mà khoe mẽ là chơi hay chơi gì. Thì mấy bác mà vô khoáng thì thông cảm cho mình ha.
thằng Yuka này. An ally has been defeated. I've got all the time in the world. Nó cứ ganh cái đường top mãi luôn á, cái đường boss như này không ganh. Bây giờ như các bạn chơi các bạn có thể thấy đấy, thì FPS nó dao động từ 50 tới 60, có lúc nó xuống 53, 56, 53, 54, 56. Thì nói chung là nó vẫn rất là mượt, nó không hề bị giật lắc gì cả. Nhờ mình đã tắt cái chế độ mà tự động giảm độ sáng và khung hình khi mà chơi quá 5 phút. Chém xíu này đã á đồ thật là láo an enemy has been defeated. Your team has destroyed a tower.
destroyed a tower. Cosmic power. Rally, attack the missile dragon. I've got all the time in the world. Mình là xanh gọi là tem bạn tuổi tôm. Qua lan rồi. Win luôn nè. Đấy, như các bạn thấy đấy, mình vừa đánh một trận xếp hạng của Liên Quân xong. Thì chơi thì nói chung là máy không hề lắc luôn. FPS nó chỉ dao động trên mức 50 là khoảng 52, 53, 55, 56 và tới 60. Chứ nó không hề mà bị tụt quá như là những cái con V10 trên Android 7. Mình lên Android 8 thì mình thấy nó rất là ổn định. Mà sắp tới nếu như mà LG V10 LED được cập nhật Android 9 thì có thể hiệu năng nó sẽ được cải thiện thêm rất là nhiều nữa. Thành ra là Android 8 mình thấy đã rất là ok rồi. Lên là một sao luôn. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video clip của mình. Nếu như ta thấy hay, nhớ cho mình một đăng ký nhé, một subscribe, một đăng ký để mình có động lực làm thêm những cái video clip khác về của LG V30 Plus này. Nếu các bạn có nhu cầu hay thắc mắc gì đó, muốn hỏi đáp thì các bạn cứ comment bên dưới ha. Mình sẽ trả lời comment cho tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều ạ.